Thưa quý vị, ở cuộc đời nó có nhiều cái nó trái ngược nha. Đúng ví dụ rồi. Như lúc còn trẻ thì mình muốn mau già đi, chững chạc lên. Còn khi già đi thì lại muốn mình trẻ ra. Ví dụ như anh năm nay mới 19 tuổi chứ mấy. Mà khi mà còn trẻ thì Trường Giang muốn già lắm. Để mình chững chạc lên á. Bây giờ em thấy em chững chạc rồi á hả? Dạ em chững anh. Không, anh vẫn thấy em mất nết như xưa. Cái đó là một lời khen. Dạ, dạ. Đó là một lời khen tặng của người anh trai dành cho em trong gia đình. Cái đó đâu phải khen, tôi ngồi đây mà, tôi có trốn đi đâu đâu mà. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình luôn. Chúng ta nào, nào. Anh nó nói nó cũng không cho nói đâu, thấy ghê không? Mà cái gì già già trẻ trẻ nãy giờ anh nó cứ ngược ngược xuôi xuôi á, anh muốn nói gì nói thẳng đi. Đó chính là phần thi kế tiếp, một mối tình già sẽ như thế nào đây? Và sự xuất hiện đó sẽ dành cho Huyền Thanh. Trong tất cả các thử thách thì mình thích thử thách tuần này nhất. Vì là hồi bé thì mình rất thích chơi trò đi tìm kho báu. Khi mà mình nhận được cái nhiệm vụ của tuần này thì mình thấy rất là mừng. Vì nó không chỉ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều mà nó còn mang tính giải trí cho bọn mình nữa. Mình sẽ phải đi tìm cây ba to. Cuối cùng thì bọn mình đã đi đến một quyết định là bọn mình sẽ đóng vai là hai ông bà già gangster. Cái khó khăn lớn nhất đối với mình đó là thể hiện được thần thái của một bà già mà già rồi nhưng vẫn còn rất là gân và khỏe. Đang lại hướng dẫn cho mình cái khuôn mặt rất là nhiều nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa làm được. Mục tiêu tuần này của mình là giảm được 4 cân. Hy vọng mình sẽ làm ban giám khảo hài lòng với 2 phút cháy hết mình trên sân khấu. Rồi, mời hai bạn. Trời ơi, thiệt, nói thiệt, không thể nào ngồi được nữa. Và để nhận xét về những người già như thế này thì người đầu tiên đó phải là nghệ sĩ Hoài Linh. Rồi, cảm ơn em. Anh biết anh già lâu rồi. Và khi anh bước vào nghề, anh cũng đóng vai già nhiều rồi. Cho nên bây giờ bước ra đường, khán giả hay kêu anh là sao trẻ vậy. Rất thích bài này. Khi em bước ra thì anh không còn nghĩ em là một người nặng cân nữa nha, thon gọn rồi. Và một cái điều mà khôn ngoan của Quang Đăng đó là sử dụng cái đạo cụ rất là hợp lý. Đó là tôi chưa nói tới những động tác đẹp nha. Sử dụng cây gậy không phải là chuyện đơn giản. Tôi cũng đã từng đóng vai già, đóng kịch đó nha, chứ không phải nhảy đâu. Nhảy các bạn phải theo nhịp.
Cho nên là khi các bạn sử dụng cái gậy này là tôi đã thấy các bạn quá siêu rồi. Tôi không biết nói cái gì hơn là ngoài hai chữ là tuyệt vời dành cho các bạn. Xin mời anh Võ Huy Trần. Bài này quá tuyệt vời. Wow. Wow, wow. Chị muốn nói là lúc hai em xuất hiện trên sân khấu thì John Huy rất là lo lắng vì mình xem nhiều bài rồi với nhân vật người già. Thì bình thường dancer vũ công tập trung về nhân vật nhiều quá, xong mình quên nhảy múa. Đăng, em biên đạo bài này, em biên đạo cái khách gì rất là thông minh và cái khách sử dụng cái đào cũ, cái sử dụng trên cái cổ và quay rất là hay. Cái đó, idea của em hả? Từ dancer trở thành một người trợ lý biên đạo luôn đúng không? Và cái động tác đang giữ cái cổ của Thanh xong kéo xuống kéo lên hay lắm luôn. Có một bất ngờ, xong hai bất ngờ, ba bất ngờ. Một cái bất ngờ đơn giản là lúc sạc chân em xong mình thấy cái vòng ba của Huỳnh Thành theo cái nhạc luôn. Cái đó rất là tốt, cái cơ đang khỏe và tốt và mạnh hơn để bùng tung tung tung, hay lắm luôn. Và một cái anh muốn nói với Đăng, anh rất là tự hào. And anh nhìn em hôm nay đó, anh thấy bố của em. I see your dad. Chúc mừng hai em. Thank you. Cảm ơn anh John. Hưng chỉ nhận xét cái này, các bạn đã tạo hình rất rất đẹp. Thương tin chắc là các bạn đã nghiên cứu rất là kỹ luôn cái cách làm răng đen, ngay cả cái trang phục bị sâu chuỗi trên cổ, đôi giày xẹp như thế nào, mái tóc bạc ra sao và cái má hóp như thế nào, quá kỹ lưỡng luôn. Một đôi bạn già rất là gân, rất chịu chơi và rất cá tính. Tất cả những cái yếu tố lạ lẫm nè, rồi bất ngờ và động tác khó nữa, nó liên tục, nó dồn dập, nó đổ về trong bài hát, cho người ta đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, không rời mắt được các bạn được. Chỉ cần một hai cái yếu tố đặc biệt thôi là có thể bỏ vào trong một bài thi khác là ngon rồi. Ở đây các bạn có tới 10 yếu tố đặc biệt trong một bài thi. Với tôi đây là một sự bùng nổ và là đỉnh cao. Tôi muốn nói thêm một cái điều này nè, tức là qua một cái bài trình diễn của các bạn, nếu mà các cụ lớn tuổi mà xem thì các cụ cũng cảm thấy sẽ yêu đời hơn, sẽ sống thoải mái hơn, chứ không còn phải cứ sợ mỗi ngày mình một già hơn nữa. Già hay không là do trong cách suy nghĩ của mình thôi. Và tôi thấy cái bài này thiệt sự ra đó làm cho tinh thần của những người lớn tuổi phấn chấn hơn, vui vẻ hơn nếu họ có những tri kỷ như các bạn. Dạt dào lời khen tặng thì số điểm sẽ là bao nhiêu? Xin mời số điểm đầu tiên từ biên đạo múa John Huy Trần. Thì cái bài này tên Hand Jive đúng không? Là động tác là 10. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi thì lúc nào cũng rộng rãi hơn anh John Huy. Bởi hôm nay cái đạo cụ là anh đưa ra, nhưng cái con số mà tôi muốn cho hơn cũng không điệp. Tôi chỉ có nhiều đó thôi. Và xin mời giám khảo Đại Minh Hưng. Tôi keo kiệt hơn. Trời ơi. Dạ. Yeah. Sao vậy được anh? Phải làm khác đi chút xíu chứ. Keo kiệt mới giàu. Là bao nhiêu? Thật ra thì là không còn số nào cao hơn nữa. Cho nên buộc lòng tôi phải nói như thế này, là cái điểm mà tôi cộng thêm là điểm hợp tác, và nó có sự đồng hành với cả bạn diễn của mình và huấn luyện viên của mình, điều rất đáng khích lệ. Cho nên là nếu có 12, 15 tôi cũng sẽ cho bạn ngay, nhưng mà hiện giờ có số 10 thôi thì tôi tặng số 10 cho bạn luôn. Và như vậy là điểm trung bình dành cho cặp đôi vừa rồi là 10 điểm. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mời Quang Đăng nhiều bạn nhảy của mình lên cân. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, hết điểm rồi. Số cân cũ của Huyền Thanh là 67,5 cân. Và số cân mới của bạn là 66,4 cân. Bạn giảm được 1,1 cân, tương đương với 1,6%. Tổng điểm của Huyền Thanh 11,6 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là hình ảnh mà Huyền Thanh lần đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Wow.
rất khác biệt. Huyền Thanh, những số vừa qua là một hình tượng khác biệt. Và ngày hôm nay là sự khác biệt chín chắn. Mình không cần đẹp, mình không cần giàu, mình không cần sang, mình chỉ cần khác biệt. Em thấy anh không? Không đẹp, không cao, khác biệt của anh là lùn. Cho nên anh là cá biệt đúng không? Không, không có, bỏ đi. Xin cảm ơn Huyền Thanh ạ. Và bây giờ trước khi đến với một tiết mục tiếp theo, chúng ta cùng nghỉ giây lao trong giây lát.